hai đứa con của anh á, nó có nói ba gửi xe ra ngoài Bắc ba không sợ mất xe à. Đúng rồi đấy, thế bảo rồi mà. Anh với nói con của anh á là cái thương hiệu mà Trung Kiên Mô Tô ở Phủ Lý Hà Nam á. Vâng. Là gầy dựng bằng bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt mà mười mấy năm. Vâng ạ, đúng rồi. Cái thương hiệu đó bây giờ có thể là vài tỷ người ta không có bán. Đúng rồi bác. Đúng rồi, thương hiệu đó vài tỷ không bán. Nó gọi là thương hiệu thì nó không có giá bác. Đúng rồi, chứ không phải mấy chục triệu mà. Còn thương hiệu nó mất đi rồi thì 1.000 cũng không quý. Đúng rồi, anh cũng nghĩ thế. Vâng ạ. Alo, đây đây, bác nói lại là mẹ nó yếu, bác nói lại cho em nào. À, anh tính anh gửi một con Vin ra cho chú dọn phun mới cho anh. Bác ở đâu ạ? Bác ở Phú Yên. Phú Yên à? Phú Yên. Phú Yên cháu có bà gì ở đấy đấy? À, ở huyện nào? Chỉ biết bà cái cầu cái gì nhất ấy. Có cái cầu gì để đằng này cháu sẽ hỏi cho. Đằng ngay đấy luôn, ngay chân cầu ấy luôn. Anh nói thật tình, bây giờ anh với chú là mình khỏi diễn tả nữa nha. Anh hiểu chú lắm rồi, anh là không có cái video nào mà chú đang YouTube mà anh không thích hết đó. Vâng ạ. Anh theo dõi lâu lắm rồi. Có nghĩa là hôm nay tiếc quá cháu lại không đang ở quán. Cháu mở quán thì cháu qua điện cho bác thì nó được nhìn rõ hơn. Hôm qua mùng 4 á, mà hôm qua mùng 4 chú lên cái con Thái Nguyên mà chú bán cho Thái Nguyên anh mà cả tiền là anh lấy lúc đó. Vâng ạ. Anh theo dõi con đã nhưng mà thôi. Con đấy là em bán sau đúng 50 phút đấy. À đúng rồi, anh có theo dõi cái đó. Nhưng mà anh nói hôm nay là mùng 5 chú ở nhà. Vâng. Cho nên là anh tranh thủ anh gọi cho mai mùng 6 là công việc chú nhiều rồi. Vâng. Mà chiều nay chú phải xếp xe đi Thái Nguyên. Úi dồi, cái nhờ bác cái để ý nhờ. Đúng rồi, chiều nay phải đi thật. Hầu như là cái đường đi nước bước của chú anh theo dõi hết rồi. Vâng. Cho nên là thôi bây giờ anh tính anh gửi ra Hà Nam, Phủ Lý Hà Nam nhưng mà anh lại chưa biết gửi như thế nào. Phú Yên được rồi này nha mày nhá. Trước hết là đầu xuân năm mới, cháu chúc bác đại đình thật nhiều sức khỏe, tài lộc, bình an, hạnh phúc. Việc thứ hai cháu sẽ cho bác một số điện thoại của nhà xe. Nó sẽ chạy từ trong miền Nam ra. Thì bác chỉ cần alo cho nó chạy giờ nào, ngày nào bác ra đường 1 bác gửi nó là xong. Nhà bác ở cạnh đường 1 không? À, nhà bác, nhà anh là gần đường 1, cách đường 1. 3 cây số. À thế thì nhà gì cháu ở ngay cái cầu ấy, cái cầu mới làm, cầu to nhất ở đấy luôn. Trước có cái cầu cũ bây giờ ra cầu mới tinh to nhất ở đấy. Bắt cái gì cầu gì mà tự dưng cho quen rồi vì lâu lắm rồi. Thì bên này nha bác nhá. Bác giúp cháu là cháu cho xôn gọi bác điện nhà xe nó hẹn lúc nào thì bác mang ra trước thế nào nó chở cho cháu. Đấy. Bác nó nói là cháu không cần phải nói. Thì đồng nghĩa với việc là bác đã tin tưởng cháu rồi nên cháu sẽ không cần giải thích nữa. Mà bây giờ là đúng như bác nói thôi. Là bác chỉ cần gửi xe cho nhà xe cho cháu quen rồi. Cháu nhận được xe, cháu sẽ gọi video như này. Cháu sẽ bảo bác ơi đúng không? Xe cháu nhận rồi đây, như này, làm. Thế là cứ thế với cháu mình làm việc. Còn sáng nay số điện thoại của cháu ấy, thì cháu ngủ trong nhà thì thường số điện thoại nó mất sóng. Vì nhà cháu trong nhà hay bị mất sóng như là cháu luôn mấy khách thì có gì cứ kết lại Zalo. Đấy. Đôi khi bác Zalo cho còn 3 cái Zalo, đang ở Zalo này thì gọi Zalo kia thì mất. Đấy. À đúng rồi. Đấy. Thì bác thông cảm. Cho nên là anh mới kết bạn cái Zalo 4 số 3 đó. Vâng ạ. À, đúng rồi. Chú kích vào là chú đồng ý cho nên anh gọi số này. Vâng ạ. Đã. Vâng. À vậy là chú cứ chuyển cho anh cái số điện thoại của nhà xe xong rồi liên lạc trực tiếp với nhà xe. Vâng. Cứ phí là bên anh là anh lo cho. Thôi để cháu giả cho nó nhẹ, nó có 500.000 thôi, nếu nó đòi cao quá để cháu giả cho nó được. À. Vì đâu mà tính vào đấy thôi, nhưng mà ý là sợ nó chém cho là chết. Thế cũng được. Vâng. Thế cũng được. Bác tên là Nhất đúng không? À bác tên Nhất. Con xe của bác là biển 78 luôn à? Chính chủ luôn. À 78, thế được. 78 U11717. Ui. Biển đẹp đấy. À. Biển đấy của bác đẹp đấy. Rồi. Vâng. Anh xem anh mê lắm. Đêm nằm ngủ trong chim bao vẫn thấy. Ui dồi ôi. Nhiều người đam mê mà, cái này đam mê mới hiểu được, Ừ. Còn bác đã nói câu là bác không cho em nói gì. Bác tự nói hết rồi là biết là bác theo dõi lâu rồi. Chú khỏi cần giải thích cho anh. Vâng. Chú nhận xe rồi, đầu giá cả anh em mình thỏa thuận xong là tôi xác một chút làm cho anh. Vâng ạ. Vâng ạ. Cho anh theo dõi nhiều lắm rồi. Vâng ạ. À. Thế thì một lần nữa cảm ơn bác nhé. Bây giờ là em, bác có điều gì muốn nói không? Không thì để nhận xe xong anh em làm video. Để... anh gửi xe cho chú nhận xe xong. Vâng. Bắt đầu mình làm video sau. Vâng ạ. Đấy, nói chung là không biết nói gì hơn, chỉ với bác
cháu chỉ cần đấy những cái gì cháu nói trên mạng ấy, những cái gì cháu nói trên mạng là cháu muốn diễn tả cho những người như bác hiểu, rất đơn giản. Con đã không hiểu rồi nhá, cháu xin lỗi bác nhá, kể cả con đang giờ nói biển không mà ta gửi xe, không mà ta mua xe, nhưng người ta đã hiểu rồi nhá, người ta tin hoàn toàn vì trên mạng là mua bằng niềm tin. Thế cháu rất cảm ơn bác vì cái niềm tin đấy thôi, cái niềm tin nó quan trọng nhất đấy, còn mọi thứ khác thì nó quá đơn giản mà. Đấy, mà đã có niềm tin rồi thì cái gì cũng có thể xảy ra đấy. Hai đứa con của anh á, nó có nói ba gửi xe ra ngoài Bắc, ba không sợ mất xe à. Đúng rồi đấy, thế bảo rồi mà. Anh với nói con của anh á là cái thương hiệu mà Trung Kiên Mô Tô ở Phủ Lý Hà Nam á, wow, là gầy dựng bằng bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt mà mười mấy năm. Vâng ạ, đúng rồi. Cái thương hiệu đó bây giờ có thể là vài tỷ người ta không có bán. Đúng rồi bác. Đúng rồi, thương hiệu đó vài tỷ không bán. Nó gọi là thương hiệu thì nó không có giá mà. Đúng rồi, cho là mấy chục triệu mà. Còn thương hiệu nó mất đi rồi thì 1.000 cũng không quý. Đúng rồi, anh cũng nghĩ thế. Vâng ạ. Thì cháu có những người làm ở tận trong Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau, thậm chí Singapore hay là ở Cộng hòa Séc, nước Bắc theo dõi mới biết cũng còn mua cho cháu mà. Đấy, cháu nói ra thì bảo là mình cao sang quý, nhưng mà các bác nói ra mình là chuẩn, các bác nói ra bác là khách hàng. Đấy. Đúng rồi. Thế thì một lần nữa cảm ơn bác, bây giờ là con sẽ gửi bác điện thoại nhà xe, bác alo nhà xe. Nếu người ta bận bác có loại lúc khác. Đấy, cháu sẽ qua hai số điện thoại cho bác, một số điện thoại của chị Kiều ở bãi xe 52 đường Dương Thị 10. Đấy, một số điện thoại của anh Bá là anh cũng chuyên trở bác vào Nam. Bác điện hai người đấy thì tự người ta điều xe. Còn tiền nong có bảo ra giao cho Trung Kiên. Bác cứ nói là giao cho Trung Kiên ở Phủ Lý Hà Nam, là Trung Kiên trả tiền là được. Rồi. Thế thì chú gửi ngay cho anh, cái gì anh liên lạc nhà xe thì anh gửi càng sớm càng tốt. Đúng rồi. Bây giờ cháu gửi. Ok, cháu cảm ơn anh nhá. Năm mới chúc bác thật nhiều sức khỏe. Ôi cứ xưng hô là chú với anh với chú cho nó gần. Vâng, cháu hiểu mà, người trong miền Nam hay gọi của đấy. Còn cháu thì thấy bác lớn tuổi nên cháu gọi anh chú là đúng rồi. Đấy. Vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. Vâng, cháu chào bác nhá. Vâng, cháu chào bác. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Vâng. Quá uy tín. Vâng ạ.